Ở đây thì mình sẽ trình bày một số sản phẩm đến từ công ty Vili International với slogan của nó là tinh hoa thiên nhiên sức khỏe vững bền. Sản phẩm của công ty thì gồm có bộ bộ sản phẩm sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ năng lượng cho cả ngày với công nghệ sinh học tiên tiến đến từ Đức, bao gồm 160 loại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp nuôi dưỡng, đào thải, cải thiện và tái tạo. Bộ sản phẩm gồm có VOC, Vigition và Vineral. Và sau đây mình sẽ đi sâu về từng sản phẩm. Nhờ có oxy mà nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó giúp dòng máu chúng ta lưu thông, khiến sức khỏe chúng ta sẽ trở nên toàn diện hơn. Sản phẩm VOC là một trong những sản phẩm độc đáo của công ty Vili. Nó giúp tăng cường khả năng hấp thu oxy từ tế bào. Nó cung cấp lượng oxy trong vòng từ 5 đến 7 phút, đưa oxy đến tận sâu bên trong của tế bào và nó sẽ tăng cường hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, đề cao sức đề kháng và trì hoãn tốc độ suy thoái của tế bào, tăng cường trí nhớ và độ tập trung. Cơ thể chúng ta được tạo thành từ 70.000 tế bào. Một người khỏe mạnh hay không là phụ thuộc vào tế bào trên cơ thể mình vận hành có bình thường hay không. Sau khi thức ăn được tiêu hóa ở dạ dày, hấp thụ thành năng lượng thông qua máu đến cơ thể, căn cứ theo nguyên lý phân phối năng lượng trước tiên sẽ được gửi đến nơi cần thiết nhất, nuôi dưỡng tế bào nơi đó, cho phép hoạt động bình thường. Vì vậy, oxy là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng đối với cơ thể, và thiếu oxy thì chúng ta có thể không thể nào mà có một sinh vật nào trên trái đất này có thể sống được. Với sản phẩm VOC á, thì nó sẽ giàu coenzyme Q10, vitamin B phức hợp, yến mạch thiên nhiên, vitamin C và các thành phần chống oxy hóa cao khác. Bởi vì các thành phần có hoạt tính đặc biệt của nó, do đó khi cơ thể chúng ta không vận hành hoặc hệ tập trung bị kích động sẽ thúc đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu. Chức năng chính của chúng là đóng vai trò nhận diện và kích hoạt nhận diện tế bào bị tổn thương và kích hoạt tế bào đó để nó trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn. Và VOC đóng một vai trò rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Với coenzyme Q10 trong VOC thì nó sẽ kháng lại vi khuẩn và đào thải gốc tự do là chất đề kháng từ tự nhiên, đẩy lùi sự thoái hóa của tế bào và da, cải thiện và tăng cường hệ thống tim mạch, ổn định huyết áp, tạo năng lượng sản xuất tế bào và tự thân tu sửa phục hồi. Bên cạnh đó, vitamin B complex là một trong những nhân tố giúp cơ thể chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo, giải phóng năng lượng axit amin, phân giải và vận chuyển năng lượng các chất dinh dưỡng có chứa oxy đến toàn bộ nơi trên cơ thể. Bên cạnh đó, với nguồn nguyên liệu được chọn lọc từ các nhà khoa học Đức tiên tiến, nguyên liệu từ tự nhiên với là yến mạch hoang, nó sẽ giúp chúng ta cải thiện tư duy, giải tỏa căng thẳng cho não và hệ thần kinh, có thể cải thiện được sức khỏe tinh thần và sự tập trung trong suy nghĩ của chúng ta. Một số thành phần khác của VOC như là việt quất, dâu tây, mâm xôi, ghệ củ cải đỏ, chiết xuất ruagana và axit L-ascorbic. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể là ăn ăn uống nhưng mà không đầy đủ chất dinh dưỡng, hoặc là chúng ta có thể là ăn không được nhiều rau củ trái cây nhưng mà lấy sản phẩm VOC sẽ cung cấp cho ta nhiều loại trái cây và nhiều loại dưỡng chất. Sau khi là mở VOC đã mở cửa tế bào, là chìa khóa mở cửa tế bào, thì tiếp đó mà là một sản phẩm không thể thiếu nữa, đó chính là Vigition. Sản phẩm thứ hai Vigition là nó giúp hệ tiêu hóa có thể khỏe và có khả năng hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, và nó tăng cường khả năng hấp thu và tiêu hóa. Trong Vigition nó chứa nhiều enzyme, probiotic và chất xơ hòa tan, điều hòa chế độ ăn uống, trì hoãn quá trình lão hóa tế bào. Trong đây thì có chất xơ hòa tan và chất xơ hòa tan và làm tăng hàm lượng collagen. Đến với Vision thì có một điều đặc biệt, đó chính là trong Vision có tế bào gốc táo, một tế bào gốc từ thực vật lành tính,
Với nguồn nguyên liệu được chọn lọc từ các nhà khoa học ở Đức, với giống táo rừng được trồng ở dưới dòng táo rừng được trồng ở vùng đất Thụy Sĩ, với nguồn nguyên liệu sạch, chiết xuất từ công nghệ sinh học của Đức, nó sẽ giàu hàm lượng collagen, làm tăng cường hiệu suất tái tạo tế bào, làm mịn da và loại bỏ nếp nhăn, khuyết điểm trên làn da, duy trì độ ẩm và cung cấp cân bằng cho làn da của mình. Bên cạnh đó, một loại dầu nữa là một loại thành phần quan trọng, đó chính là dầu tía tô. Tại vì trong dầu tía tô có là một dầu loại dầu thực vật, nó giàu hàm lượng omega 3 6 9 là cao nhất. Nó được ví như là dầu cá biển sâu ở trên đất liền. Nó sẽ giúp chúng ta giảm mỡ máu và hạ cholesterol, giúp cải thiện trí nhớ, chống lão hóa, chống dị ứng, chống ung thư, kháng khuẩn và kháng viêm. Bên cạnh đó thì nó còn chứa hỗn hợp enzyme, chứa nhiều loại enzyme, trong đó có ba enzyme đặc biệt là enzyme thủy phân rote aromatase inhibitor, tăng cường hệ tiêu hóa, giảm cảm giác khó chịu khi tiêu hóa, trung hòa axit dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó thì nó còn có một số thành phần khác như là gum arabic, chiết xuất bột cam, yến mạch, và nhiều chất xơ khác. Chất xơ ở đây là chất xơ hòa tan nên nó sẽ dễ dàng hấp thu vào cơ thể. Có thể trong bữa ăn hàng ngày chúng ta vẫn có thể ăn rau, nhưng mà cái lượng enzyme khi mà mình nhai á, mình sẽ không thể nào cắt nhỏ thức ăn khi mà mình được uống bằng dạng bột, nó sẽ hấp thu tốt hơn. Một sản phẩm thứ hai cũng vô cùng quan trọng của công ty Vili, sau khi mà mình đã được khỏe bên trong và thì mình sẽ có mang lại một vẻ đẹp bên ngoài cho mình, đó chính là Vinero. Vinero, điểm đặc biệt của Vinero là sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon và tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể tự hồi phục. Trong Vinero chứa nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng, protein thủy phân và lutein, 17 loại amino acid collagen, nâng cao chức năng tự sửa của cơ thể, nâng cao chất lượng của giấc ngủ cho bạn. Trong thành phần Nero, Vinero thì có một nguồn nguyên liệu rất đặc biệt, đó chính là collagen thủy phân. Collagen thủy phân thì sẽ giúp chúng ta làm mịn da, giảm nếp nhăn, tăng cường hàm lượng collagen, khôi phục sự đàn hồi của da, làm da sẽ trở nên săn chắc hơn. Chính vì nó có 17 loại axit amin của protein, nó lập loại phân tử nhỏ nên nó sẽ dễ dàng hấp thụ hơn. Lutein sẽ bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, các bệnh lý về mắt, bảo vệ mắt khỏi quá trình oxy hóa và tác hại của ánh sáng năng lượng cao, có lợi cho não và tăng cường khả năng chống oxy hóa. Một thành phần đặc biệt ưu việt từ dược liệu nữa, đó chính là cỏ đuôi ngựa. Cỏ đuôi ngựa trong Vinero sẽ giúp chúng ta có một cơ thể dễ dàng hấp thu canxi, ngăn ngừa vết thương, xuất huyết và tăng khả năng làm lành vết thương, nuôi dưỡng móng tay, da và tóc, giúp loại bỏ phần mỡ thừa, dầu trên tóc và cơ thể. Một số thành phần khác của Vinero như là canxi carbon, canxi lactate, axit carbonic, vân vân, nó sẽ giúp trên hệ thống xương của chúng ta. Và điểm độc đáo đến từ bộ sản phẩm Vili là sau 7 phút sẽ làm nên dấu hiệu phản ứng và sau 7 ngày sẽ làm nên cảm nhận thay đổi, thì dao động có tùy trên từng cơ địa của mỗi người, có thể là 7 ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 4 ngày hoặc là sau 7 ngày thì người sử dụng sẽ cảm nhận được sự thay đổi, và sau 28 ngày cơ thể sẽ có sự chuyển biến tích cực mà chính người sử dụng cảm nhận được. Một số dấu hiệu phản ứng sau khi dùng VOC và bộ Vili là mình sẽ bị đỏ trán, kèm đau đầu chóng mặt hoặc là đỏ tai, đỏ mắt xung quanh mí mắt và đỏ hai bên xương quai hàm, đỏ cổ vai gáy hoặc là đỏ mũi hoặc là đỏ khớp tay chân đầu gối hoặc là đau bụng, thậm chí có khi là mình sẽ buồn nôn. Về phần dạng bào chế và đóng gói, cách dùng của sản phẩm Vili thì là dạng bào chế là dạng bột pha uống thành hỗn dịch, đóng gói là 28 gói. Cách sử dụng của nó là tùy theo cái nhu cầu người dùng và cái sự khả năng mà mình có thể pha từ 100 cho đến 200 ml nước, khuấy và lắc đều trước khi uống.
liều dùng là từ 1 đến 3 gói một ngày hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế, dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Vili tinh hoa thiên nhiên sức khỏe vững bền. Theo các nhà khoa học Đức đã từng nghiên cứu thì một ngày chúng ta phải cần cung cấp 160 loại dưỡng chất. Vì vậy, việc bạn kết hợp ba sản phẩm này là một điều vô cùng đặc biệt. Vì vậy, hãy đến với Vili International là sự lựa chọn cho bạn mang đến sức khỏe, sắc đẹp, lấy lại làn da tuổi đôi mươi cho các bạn. VOC, Vitrison, Vineral là bộ bao hoàn hảo trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy để Vili chăm sóc sức khỏe của bạn. Dạ, và sau đây là phần của cô, phần hỏi đáp và chia sẻ thêm của cô Anh Vũ, phó giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ. Cô Anh Vũ sẽ chia sẻ chúng ta thêm về một số của tổng Vili. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì không biết là mọi người có nghe được cái âm thanh của từ chỗ tôi phát đi không? Cho tôi xin hỏi, nếu mà mọi người nghe được thì comment giùm. Em Mái có thể là đó. Nghe à, mọi người đã nghe rồi đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Không biết ở bên Vili có nghe cô Vũ nói không? Dạ nghe cô ạ. Tại vì không thấy cái màn hình. Rồi. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà được đến đây để cùng chia sẻ cho các bạn một số cái kiến thức về sức khỏe. Thì các bạn đã biết rằng là khi mà chúng ta làm về sức khỏe thì ngoài cái việc chúng ta hiểu biết về sản phẩm thì nó là một cái lợi điểm, nhưng nếu chúng ta biết thêm về một chút xíu về các cái kiến thức hỗ trợ, để không phải là để chúng ta nói cho hay mà để cho chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng cho đúng những cái mà người ta cần thiết, thì trước tiên thì tôi cũng xin cảm ơn công ty Vili Việt Nam và BCA đã tạo điều kiện cho tôi có thể là có cái buổi giao lưu này với các bạn BCA. Tôi xin cũng tự được giới thiệu một chút xíu, bởi vì có rất là nhiều bạn thì đã biết, nhưng mà cũng có nhiều bạn thì tôi chưa được cái dịp để tiếp xúc. Thì tôi là Vũ, là một nhân viên y tế. Thì chúng tôi có một cái gọi là một cái, tôi là một trong những thành viên của ban giảng huấn của một cái hệ thống tư vấn trực tuyến Media Online. Đây là một cái hệ thống của các nhân viên y tế mở, coi như là sáng lập và điều hành, để mà có thể, cái mong muốn của chúng tôi đó là mong muốn chia sẻ cho người dân, làm sao cho người dân có cái việc mà dùng các cái sản phẩm hỗ trợ cho thật tốt. Và chúng tôi cũng mong chia sẻ với những mọi người, những người đang làm công tác tư vấn, để hỗ trợ các cái sản phẩm cho người dân, để nhằm mục đích là các bạn sẽ có thể là làm cho người dân được những cái lợi ích hơn, một cái sản phẩm được sử dụng cách hiệu quả hơn, cũng như là một cách an toàn cho người dân. Thì đó là cái điều chúng tôi mong muốn. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng đến đây vì cái mục đích đó. Thì tôi xin được chia sẻ cái slide để các bạn tiện theo dõi. Rồi. Đó.
Chúng tôi là hôm nay tôi đại diện cho hệ thống tư vấn trực tuyến Media Online đó, như các chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn, tất cả những cái người mà tham gia làm công việc tư vấn về các thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là mỹ phẩm thì đều có thể tham gia cùng chúng tôi và chúng tôi có thể là hỗ trợ cho các bạn. Ngày hôm nay thì như các bạn đã nghe sự trình bày của dược sĩ Ái đến từ công ty Billy về các cái gói sản phẩm của công ty Billy, thì chúng tôi xin cung cấp thêm về kiến thức của sản phẩm, kiến thức của chung cho sức khỏe, đó chính là cái tầm quan trọng của oxy đối với sức khỏe của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết đó, khi mà chúng ta hít vào thì rất là nhiều chất, nhưng mà cái chất chúng ta cần đó chính là oxy. Thì khi mà oxy là cái khí oxy hít vào thì qua cái quá trình mà oxy nó đi vào cơ thể, nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể tạo ra chính là kết hợp với các chất chất gọi là chất dinh dưỡng trong cơ thể để tạo ra những cái chất gọi là chuyển vận đến những cái chất dinh dưỡng. Nhưng mà rõ ràng là các bạn biết rồi, một cái dòng máu mà nó được chuyển vận đến tận các nơi của cơ thể thì nó có một cái sự đẩy của khí và đó chính là khí oxy. Vậy thì cái khí oxy này trong cơ thể nó được sinh ra ở đâu? Đó chính là cái khí mà chúng ta hít thở vào, và cái khí nó sinh ra từ các cái đồ ăn, các cái thức uống của chúng ta đưa vào. Vậy ở đây một vấn đề đặt ra là nếu mà cái môi trường của chúng ta mà các cái chất khí nó lại trở nên không có thuận lợi mà nó lại trở nên độc hại. Ví dụ như những người bán xăng dầu ngày nào họ cũng phải hít các cái khí đúng không? Hay là chúng ta đi vào cái môi trường ô nhiễm. Vậy thì với những cái môi trường đương nhiên chúng ta phải sống và đương nhiên chúng ta phải hít thở, thì như vậy nó đưa vào trong cơ thể chúng ta chắc chắn là nó sẽ có những cái điều xảy ra không tốt cho cơ thể chúng ta. Cũng như là cái nguồn thức ăn thì quý vị biết rồi, nguồn thức ăn chúng ta đưa vào trong cơ thể, nếu mà cái nguồn thức ăn đó thật sự là nó chưa được tốt, nó có rất là nhiều chất bảo vệ thực vật, nó có rất là nhiều các cái chất như lượng thuốc trừ sâu hay là những cái chất mà không được gọi là không được là thực phẩm sạch, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta nạp vào những cái thứ không được tốt. Vậy thì các cái chất đó nó tạo ra những cái dòng khí huyết để lưu thông trong cơ thể chúng ta để nuôi các bộ phận của chúng ta, và nó kèm theo thêm những cái độc hại. Vậy thì cái kiến thức mà tôi có thể cung cấp cho các bạn để các bạn có thể tư vấn tốt hơn cho người dân, có nghĩa rằng nếu những người dân đang sống ở môi trường độc hại, đang sống ở một cái nơi mà cái không khí nó không tốt, thì hãy làm gì để cho đủ cái dưỡng sức cái chất oxy để cho nó vào cơ thể, để nó nuôi dưỡng cơ thể, và chúng ta có thể là làm cho cái thức ăn của chúng ta đang không được tốt thì chúng ta sẽ phải chọn lựa, là đương nhiên chúng ta phải chọn lựa rồi, nhưng mà làm cách nào để nó có được hấp thu được chất, những chất dinh dưỡng và nó đẩy ra ngoài những cái chất gọi là độc tố, thì đó là những cái vấn đề mà nếu mà chúng ta tìm hiểu nhiều sản phẩm trên thị trường nó sẽ có giúp cho chúng ta cái chức năng đó nha. Chúng ta biết là oxy khi mà kết hợp với các chất dưỡng thì nó tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động, và nếu mà chúng ta thiếu oxy thì như vậy chúng ta sẽ có nhìn thấy ở những cái con người thiếu oxy đó những cái triệu chứng gì. Thì điều này có thể cung cấp cho các nhà tư vấn nhìn thấy những cái hiện tượng, nhìn thấy những cái bệnh lý của một số các khách hàng của chúng ta, để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ và khuyên họ sẽ sử dụng những biện pháp nào phù hợp nha, trong cái việc mà cung cấp oxy cho cơ thể nếu mà họ bị thiếu. Vậy thì quý vị thấy không? Cái đầu tiên của cơ thể của chúng ta, ví dụ như là oxy mà thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến não. Chúng ta biết rồi, chỉ có 4 đến 6 phút mà oxy mà thiếu ở não thì nó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, và khoảng 9-10 phút thôi mà não thiếu oxy thì một cái hiện tượng xảy ra đó là chết não. Bởi vậy, có nhiều khi người ta nói là cái thời gian vàng của một số người mà nếu mà thiếu oxy mà một cách kéo dài đó thì nó sẽ gây ra nguy hiểm cho cái cơ thể con người.
Vậy thì thiểu năng, người ta thường nói là thiểu năng cái tuần hoàn não ha, thì nó sẽ gây ra, thiểu năng có nghĩa là ít thôi, chứ nó không trầm trọng đến cái mức độ mà người ta bị mất, mất cái cung cấp oxy, giống như là mình sẽ có thể là bị ngất xỉu. Mà thiểu năng tức là cái việc mà nó cung cấp cho não cái oxy nó yếu và nó chậm. Vậy thì có thể là nó sẽ bị những cái triệu chứng như là ù tai này, chóng mặt này, nhức đầu này. Thì đó là chúng ta sẽ coi các cái khách hàng của chúng ta có những cái triệu chứng gì nha. Ảnh hưởng đến tim, khi thiếu oxy thì cái cơ tim nó sẽ tăng nhịp tim, tăng co bóp để mà có thể là nạp đủ cái lượng oxy vào trong cơ thể, và chính vì vậy nó sẽ đau tức ngực và có thể nó bị nhồi máu. Đó là những cái ảnh hưởng mà khi mà oxy thiếu ở bộ phận tim. Về phổi thì sao? Khi oxy và các cái chất dinh dưỡng nuôi dưỡng đến phổi mà nó bị yếu thì rõ ràng các cái đường dẫn khí bị thu hẹp này, do đó cái sự trao đổi khí ở phổi nó sẽ yếu, nó sẽ gây ra những cái bệnh như là tắc nghẽn phổi này, làm cho khó thở này, làm cho ho này, và như vậy cái người bệnh đó, cái gọi là cái khả năng thở của người ta rất là yếu nha, và chỉ là rất là nhiều trường hợp là do bị thiếu oxy. Còn dạ dày và ruột, nếu mà nói về thần kinh, về não thì nghe cũng dễ ha, nhưng mà dạ dày và ruột thì sao? Như chúng ta đã biết rồi, oxy vào cộng với các chất dinh dưỡng để tạo ra năng lượng, thấy chưa? Năng lượng cho cơ thể hoạt động. Vậy thì rõ ràng cái năng lượng, cái dinh dưỡng từ đâu ra các bạn? Có phải từ đồ ăn không? Mà từ đồ ăn thì nó phải là hệ tiêu hóa. Như vậy nếu hệ tiêu hóa bị trục trặc, nếu oxy thiếu ở hệ tiêu hóa, tất cả những vấn đề đó nó đều làm cho chúng ta đều bị một cái việc, có nghĩa là làm cho cái khả năng của cái sự tiêu hóa ở dạ dày ruột là kém đi hẳn. Nhìn cái làn da của một người mà thiếu oxy đó bạn, thì thường người ta sẽ bị có vẻ là thâm nám ha, có vẻ là dễ bị kích thích, dễ bị dị ứng, dễ bị nổi mụn ha, da không được khỏe. Tại sao như vậy? Bởi vì cái oxy nó không có trao đổi chất được ở các cái tế bào da, do đó nó làm cho cái không làm cho cái gọi là cái máu huyết, cái hồng cầu nó không đầy đủ. Vì vậy mà nó làm cho da luôn luôn tái, phải không? Rồi tất cả những cái mà làn da yếu thì đương nhiên nó phải dễ nhạy cảm. Trong trường hợp thiếu oxy rất là thể hiện nhiều ở các cái người phụ nữ hoặc là người đàn ông, nhưng tại vì cái người phụ nữ qua những vấn đề là sanh nở này thì nó lại càng trầm trọng khi mà người ta bị lạnh các cái tay chân. Tại vì sao? Tại vì khi thiếu oxy thì cái việc mà khi mà máu nó từ trong cái hệ thống tuần hoàn mà nó đẩy đi xa nhất đó chính là tay chân, đúng không? Vì vậy mà cái vùng tay chân xa như vậy nó không được máu đến nuôi dưỡng, nó không được oxy cung cấp đầy đủ thì nó sẽ làm cho mỏi nè, nhức nè, và tay chân luôn luôn lạnh, cơ thể của mình sẽ không bao giờ thấy ấm. Đó, đó là những cái vấn đề có thể thiếu oxy. Vậy thì chúng ta cũng đã biết một số cái trường hợp thiếu oxy thì nó đã gây ra rất là nhiều cái tác hại nha, và nhiều tác hại hơn nữa, tuy nhiên là trong thời gian lượng có hạn thì chúng tôi chỉ mô tả sơ qua một số cái bộ phận quan trọng của cơ thể mà thiếu oxy thì nó tạo ra những cái triệu chứng khó chịu, tạo ra nếu lâu ngày chúng ta không kịp hỗ trợ thì nó sẽ tạo ra các cái bệnh lý về lâu dài. Vậy thì cái phương pháp để cải tạo oxy cho cơ thể thì người ta làm gì? Trước tiên người ta phải khuyến khích các bạn làm về cái nghề chăm sóc sức khỏe, các bạn phải khuyến khích các cái khách hàng của chúng ta phải rèn luyện thể thao theo từng mức độ và theo từng bệnh lý thì chúng ta sẽ học thêm nha. Cái rèn luyện thể thao nó hay là vì sao? Nó làm cho con người ta kích hoạt các mạch máu, nó sẽ được lưu thông, máu huyết nó sẽ được lưu thông tốt trong các mạch máu, và cơ thể của chúng ta luôn luôn nóng dần lên, ấm dần lên ha, làm cho cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Tuy nhiên là có rất là nhiều bệnh lý không dễ gì qua cái sự tập luyện,
mà có thể cải tạo được cái oxy khi nó bị thiếu ở một số cơ quan. Vậy thì người ta có thể làm các liệu pháp oxy, ví dụ như là một số người họ bị những cái bệnh nhiều, thế thì người ta phải chấp nhận bằng cách là phải cho thở oxy ngay, đúng không? Sử dụng trong cái thời gian coi như là liên tục một chút xíu để cho cái khả năng nó phục hồi được. Ví dụ như như người ta hồi nãy coi như là tôi có trình bày, chết não là do oxy nó mất một thời gian chỉ có 10 phút, đúng không? Vậy thì nếu mà chúng ta cung cấp oxy bằng những cái phương pháp khác thì có thể nó chậm. Vậy thì trong trường hợp đó thì một cái liệu pháp cung cấp oxy là người ta có thể cung cấp ngay. Tuy nhiên là tất cả các phương pháp đó nó đều có cái nhược điểm ở cái chỗ là nếu mà như vậy thì chúng ta phải nhờ nhân viên y tế thực hiện, đúng không? Còn khi chúng ta tập thể dục á, thì ai mà chả tập thể dục được, có phải vậy không? Không phải, bởi vì những người bệnh nằm ở trên giường, những người bị bệnh lý tim mạch đang nhiều, hay là những người mà đang ở trong cái tình trạng là giống như là người ta bị thương tật, người ta không có thể di chuyển bằng cái đôi chân thì làm sao mà người ta có thể vận động nhiều được, đúng không? Vậy thì các cái phương pháp mà tập thể thao hay là các phương pháp do các nhân viên tới can thiệp đều có thể áp dụng được cho đa số những người. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể áp dụng được, đặc biệt là những người đang ví dụ như trong một cái thời tiết mưa gió chẳng hạn, thì như vậy cũng là giới hạn cái sự hoạt động, hay là trong những cái số một số cái trường hợp đặc biệt nó cũng là giới hạn. Vậy thì chúng ta có thể là thêm những cái biện pháp hiệu quả để có thể cung cấp oxy cho cơ thể. Và giống như tôi nói là luyện tập sẵn để thực sẵn đây thì tôi cũng nói là khi mà chúng ta làm ngành sức khỏe đó thì các bạn cũng nên học cái cách hít thở. Tại sao tôi nói học? Bởi vì hít thở nó sẽ có một vài phương pháp mà nếu mà ta hướng dẫn cho cái người khách hàng, bởi vì nó rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà chúng ta không có hướng dẫn cho người khách hàng thì có thể họ tập hít thở nó không mang lại hiệu quả cho họ. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta biết cách thì chúng ta hướng dẫn họ rất là dễ dàng, nhưng mà lại đem lại cái hiệu quả cho họ, có nghĩa là tăng cái lượng khí vào trong cơ thể. Thì đó là những cái gì mà có thể là chúng ta có cái thời gian thì chúng ta có thể chia sẻ thêm. Như vậy tóm lại nè, các phương pháp cải thiện oxy trong cơ thể là có thể tập luyện thể thao, có thể liệu pháp oxy, nhưng mà cũng có thể là chúng ta có cái tập luyện, tức là chúng ta ngoài cái việc đó ra thì chúng ta có thể có những cái sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe. Ôi, nãy giờ tôi share slide nhưng mà các bạn không thấy tại vì tôi có share cái slide lên đấy, đúng không? Các bạn không thấy hả? Để tôi coi lại nha. Không có một tí nào cô share đấy ạ. Cô phải cô mở ra ạ. Không, đã mở ra hết rồi, nhưng mà chắc là cái việc mà StreamYard này là chưa có quen xe, do đó mà đây là cũng là đang xe đây rồi, bây giờ phải stop xe. Rồi không sao. Và như vậy thì tôi cũng stop xe lại. Cô chọn lại, cô mở ra người tôi. Đúng rồi ạ. Chọn lại màn hình là xe, đúng rồi ạ. Cô cho thêm là bọn em nhìn thấy rồi cô ơi. Nhìn thấy rồi hả? Thì không sao, tức là như vậy thì cái sản phẩm mà mình sẽ chọn một cái cách để có thể cải thiện cái oxy cho cơ thể bằng cái sản phẩm hỗ trợ và oxy bằng cái phương pháp là uống. Bởi vì phương pháp uống thì sao? Thì nó đơn giản, nó dễ làm cho tất cả mọi người. Chính vì vậy mà mình có thể làm cái điều đó. Và cái sản phẩm chung để tăng cái lượng oxy cho cơ thể thì thực sự ra nó sẽ có nhiều cái công nghệ. Ví dụ như công nghệ tạo oxy có nghĩa là người ta tạo ra một cái hỗn hợp oxy và người ta uống vào ngay, thì như vậy nó sẽ đã cung cấp oxy cho cơ thể. Hay là người ta có cái công nghệ là người ta nhốt oxy trong những cái tiểu phân rất là nhỏ ha, người ta gọi là công nghệ nano đó. Thì khi mà cái tiểu phân này nó đi vào trong cơ thể chúng ta, nó gặp cái dịch tiêu hóa thì nó sẽ bể ra, nó bung ra và nó sẽ phóng thích oxy ra ngoài. Thì tất cả những cái hiện nay trên thế giới nói chung thì người ta đã tạo được công nghệ oxy, chính là bản chất của các chất có cái
cái gọi là sinh oxy ở trong cái thành phần của nó hay là tạo ra cái oxy thì cũng đều có cả tất cả những cái công nghệ đó thì nó đều có thể là phù hợp với cái đường uống nha. Và trên đây thì tôi đã sơ qua một chút xíu về cái việc là cái oxy nó sẽ quan trọng cho sức khỏe như thế nào. Vậy thì đến bây giờ thì tôi xin có thể là một vài phút để cho các bạn có thể có những cái câu hỏi, rồi sau đó thì có thể là chia sẻ một số cái kinh nghiệm của một số cái cách để mà chúng ta có thể làm cái sản phẩm này được tốt hơn. Rồi, nếu mà có ai mà cần hỏi thêm về cái kiến thức về sức khỏe thì các bạn cứ hỏi. Và tôi cũng nghĩ rằng sau khi mà sản phẩm, đây là tôi chỉ cung cấp cái kiến thức chung về sức khỏe. Tuy nhiên tôi cũng là một cái người đã từng sử dụng Vili rất là nhiều và sử dụng cái gói oxy rất là nhiều, thì tôi có thể chia sẻ lại cho các bạn một chút xíu về cái việc mà bạn sử dụng. Phụ nữ có thai, đúng không? Để tôi đọc nè. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú có sử dụng được không ạ? Rồi, tất cả các cái sản phẩm mà khi ta dùng cho phụ nữ có thai thì thật sự ra nếu là một người phụ nữ có thai bình thường, không có một cái vấn đề gì, ta cũng không nên dùng bất cứ sản phẩm nào trong quá trình thai kỳ. Nó lý do nó đơn giản lắm, bởi vì người ta đang mong muốn em bé được phát triển một cách tự nhiên. Tuy nhiên, khi nếu một cái người phụ nữ có thai mà ăn uống không có tiêu hóa, khó tiêu hóa và ăn vô thì thì chúng ta có một cái gói, người ta gọi là gói thứ hai, chính là gói Trison. Nó sẽ là một cái tổ hợp enzyme như là bên hãng Vili ha, có trình bày cho chúng ta về thành phần sản phẩm. Thì đó là một hỗn hợp enzyme, nó gồm có các cái enzyme tiêu hóa, hỗ trợ tiêu hóa, kể cả những cái chất mà những cái chất là bột, những chất đường, những chất béo chúng ta ăn vào. Và nó lại có thêm một cái hệ men vi sinh để bảo vệ cái đường tiêu hóa của chúng ta. Thì như vậy chúng ta vẫn có thể sử dụng được với cái gì cần thiết. Như vậy tóm lại là gì? Với những người phụ nữ có thai thì chúng ta không nên dùng bất cứ sản phẩm gì mà nó có thể can thiệp để ảnh, tức là chắc chắn là nó không ảnh hưởng đến em bé ha, bởi vì là đây là những cái thức ăn, nó không phải là thuốc, nó là các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên trong bất cứ cái trường hợp nào thì người ta đều khuyến cáo là phụ nữ có thai thì không nên sử dụng cái gì ngoài những đồ ăn thông thường nha. Với những trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ trên cơ thể đặc biệt đó và chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho họ. Rồi, không biết là câu trả lời của tôi có thể làm cho em hiểu được chưa? Rồi, bộ sản phẩm này dùng cho đối tượng nào thì phù hợp? Bộ sản phẩm này nó là một cái bộ sản phẩm về hỗ trợ sức khỏe. Mình xin nhắc lại, nếu mà nói về gói số 1, theo cái kinh nghiệm của mình, gói số 1 là để cung cấp oxy, gói số 2 là để cung cấp các hệ thống enzyme và tế bào gốc bằng đường uống, và cái thứ 3 là để hỗ trợ cho cái khả năng tăng miễn dịch và các cái chất có thể hỗ trợ cho da, xương và mắt ha. Thế thì rõ ràng đối tượng nào mà nếu chúng ta cần bổ sung thì đều chúng ta đều dùng được cả, để nâng toàn bộ cái cơ thể lên. Tại vì như thế này, giống như hồi nãy chúng ta phân tích nè, khi chúng ta làm trong một cái môi sống trong một cái môi trường độc hại, môi trường của chúng ta chắc chắn là không tốt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì từ nguồn thức ăn, từ nguồn nước và tất cả những cái khí hít vào trong môi trường là cơ thể chúng ta mỗi ngày sẽ phải được tiếp xúc với rất là nhiều độc tố ở ngoài đưa vào. Vậy thì cái gì mà làm cho cơ thể chúng ta nâng hệ miễn dịch, làm cho cơ thể chúng ta khỏe về đường tiêu hóa? Các bạn ơi, khỏe về đường tiêu hóa là ăn vào tiêu, cộng với là đường tiêu hóa là một cái bộ phận rất quan trọng để làm gì các bạn biết không? Để đẩy các độc tố ra ngoài qua đường tiêu hóa nha. Thì sản phẩm thứ hai theo tài liệu của nhà cung cấp thì đã làm được những cái vấn đề đó
nó đầy đủ các cái tổ hợp enzyme, các cái men vi sinh và các cái tế bào gốc táo thì nó đầy đủ để làm được cái công việc đó nha. Rồi ai mà chưa có hiểu thì cứ nói nha. Cách sử dụng vi ly cho người bị bệnh tim do xơ vữa động mạch vành thế nào? Rồi. Như chúng ta đã biết là trong công thức của sản phẩm VOC, nếu ai có nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái oxy sinh ra, nhưng mà nó lại có thêm một cái là cái guarana, là một cái chất mà nó có một cái hỗn hợp để có thể kích thích cái hệ thống tim mạch tuần hoàn đó, để cho nó tăng cường, nó tăng cường để làm gì, để nó đẩy các cái lưu lượng của tuần hoàn đi mạnh hơn. Hồi xưa chưa đến được các cái tổ chức bị tắc nghẽn thì oxy thì thông, nhưng mà cái chất bản chất của các cái chất ở trong đó nó làm cho tăng lưu lượng máu đến toàn bộ các cái cơ thể, ví dụ như các chi nè, ví dụ như là các nơi xa vân vân, thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta được tiếp nhận. Vậy thì đối với những người bị bệnh tim mạch thì sao? Ví dụ những người bị bệnh tim mạch, người ta lại cái tim mạch là đã dễ bị kích thích rồi nè, rồi tim mạch lại ví dụ tim đập nhanh, đúng không? Ví dụ như tim đập nhanh, tim họ đang đập nhanh, vậy mình lại tăng cường cái lưu lượng nhanh hơn, thì như vậy họ có thể bị mệt, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy làm cho họ an toàn hơn, mặc dù cái gọi là cái cảm giác đó nó không phải là cái cảm giác vĩnh viễn, mà nó cái cảm giác phải trải qua. Vậy thì chúng ta hãy làm an toàn cho họ bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta sẽ đưa cái lượng oxy vào nhẹ nhất và các cái chất đó vào nhỏ nhất với cái liều nhỏ để cơ thể từ từ quen và chấp nhận. Rồi sau đó cơ thể quen rồi thì lúc đó cơ thể sẽ chịu đựng được, đúng không? Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cho những người bị tim mạch. Chúng ta không có uống nguyên một gói, chúng ta có thể uống nửa gói một lần, và chúng ta theo dõi thêm cái cơ thể của họ đáp ứng như thế nào. Rồi tiếp theo là chúng ta bắt đầu cho cái liều tăng dần từ từ đối với từng cơ thể một nha. Rồi có ai hỏi thì cứ hỏi, cứ lên tiếp để hỏi. Rồi, người lớn tuổi bệnh huyết áp cao, có cả bệnh tiểu đường xương khớp thì uống những dòng nào của vi là ok, đúng rồi. Những người bị huyết áp cao, những người bị tiểu đường và xương khớp thì tất những bệnh lý này là những bệnh do rối loạn chuyển hóa. Tức là cơ thể khi ăn vào thì cơ thể đã không hấp thu tốt, không chuyển hóa tốt, gây ra các cái đồ dư nha, những cái dư ở trong cơ thể, xong bắt đầu nó sẽ qua tích trữ ở các mô, rồi nó sẽ đóng vào các cái mạch máu, làm xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, gây tiểu đường. Vậy thì để cải tạo toàn bộ cái cơ thể thì chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta phải cải tạo toàn cơ thể và các bộ phận. Bộ phận đầu tiên là những người bị tiểu đường thì nó đặc biệt lắm các bạn, là nó hay bị tắc nghẽn các mạch máu. Vậy cái sản phẩm nào mà có thể giúp cho cái mạch máu được lưu thông thì chúng ta đều có thể dùng được, đúng không? Mạch máu lưu thông này. Điều thứ hai là nó quét được các cái xơ vữa động mạch, tức là các cái mảnh bám, nó quét được ra hết. Thì như vậy là chúng ta cũng sẽ sử dụng được. Những cái người bị tiểu đường thì đặc biệt là các dây thần kinh của người ta nó yếu đi, do đó mà cái cảm giác tê bì tay chân tê, rồi đau nhức các xương khớp, đúng không? Thì tất cả những cái vấn đề đó của một người bị bệnh lý rối loạn chuyển hóa, nó nên, nếu mà bạn nói về cái dòng sản phẩm mà bạn đang hỏi thì bạn nên dùng tất cả các sản phẩm để có thể là nó nâng cái sức khỏe lên. Ví dụ như bạn có thể dùng bất cứ sản phẩm nào nếu mà nó thông được mạch máu. Bạn có thể dùng cái sản phẩm nào mà nó có thể là làm cho các thức ăn được chia nhỏ.
Nên khi mà nó lưu chuyển trong dòng máu, nó sẽ không bị lắng động lại, nó sẽ không bị dư thừa để mà nó có thể tích trữ ở các mô, hay là nó có thể làm cho xơ vữa mạch máu, và nó có thể quét đi các cái gọi là các cái mảnh xơ vữa hoặc là cái mà mỡ có nhiều ở trong cơ thể thì mình có thể dùng được. Và cái tiếp theo là mình có thể dùng được những cái thứ mà có thể phục hồi các dây thần kinh và tăng miễn dịch. Như vậy là tất cả các cái sản phẩm mà bạn hỏi thì đều có thể nên dùng để có thể tăng cường sức khỏe một cách toàn vẹn. Bởi vì cái đó là một cái bệnh lý nó ảnh hưởng tất cả đến cơ thể của chúng ta, chứ không phải là nó chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận nha. Rồi. Rối loạn tiền đình phải không? Thì hồi nãy đã nói rối loạn tiền đình chỉ là triệu chứng, nhưng mà nó từ bệnh gì sinh ra. Rối loạn tiền đình là cái gì thì chắc là nhiều người biết, thì tôi xin giải thích thêm. Rối loạn tiền đình có nghĩa là mình cảm thấy đó, chóng mặt, đau đầu, choáng váng, đúng không? Có nghĩa là cái oxy hay là cái máu ở trên não của chúng ta nó không được đầy đủ. Vậy đấy chỉ là một triệu chứng. Rối loạn tiền đình có thể do rất là nhiều bệnh lý sinh ra, do đó chúng ta phải tìm nguyên nhân là tại sao. Ví dụ đi khám bác sĩ này, người ta nói là triệu chứng là chóng mặt, hoa mắt, tức là rối loạn tiền đình, nhưng do bệnh viêm xoang gây ra, đúng không? Rồi có những người là do máu huyết không lưu thông, thiếu oxy não, thiểu năng tuần hoàn não, vân vân. Thì những cái điều đó chúng ta nên xác định rõ. Tuy nhiên là đã rối loạn tiền đình với bất cứ cái lý do nào thì nó cũng do thiếu các cái lượng oxy lên não là rất là nhiều. Vì vậy chúng ta cũng có thể cung cấp oxy lên não nha. Nhưng mà ngoài ra, mở ngoặc là chúng ta phải hiểu bệnh rối loạn tiền, cái chứng rối loạn tiền đình này được sinh ra bởi bệnh gì, cái gốc của nó là cái gì. Ví dụ viêm xoang chẳng hạn là cũng bị chóng mặt đấy, thì người ta cũng nói là tôi bị rối loạn tiền đình, nhưng mà nhiều khi nó chỉ là cái việc mà biến chứng của một bệnh lý khác đấy. Thế thì nếu mà ta không biết nguyên nhân thì ta cũng không thể nào mà chẳng giữ được hết cái bệnh lý đó cho ra hết, mà ta sẽ hỗ trợ cho nó được tốt nhất, cung cấp oxy thêm cho nó được tốt nhất, đúng không? Vậy thì chúng ta nên nhớ là tìm nguyên nhân. Và tìm nguyên nhân từ đâu? Từ hỏi thăm người bệnh, đi khám các bác sĩ, đi khám ở bệnh viện, vân vân, hỏi họ cô đã từng bị cái bệnh như thế này, là bác sĩ có chẩn đoán cô bị gì không, thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ và nuôi dưỡng rất là tốt trong trường hợp mà oxy thiếu, thiểu năng cái tuần hoàn não nha. Bé 9 tuổi có dùng được không? Quan trọng là dùng bệnh gì, thấy không? Thế thì bé 9 tuổi, xin nhắc lại ba gói mà sản phẩm mà các bạn hỏi tôi. Thì gói số 1 là theo cái tính chất của cái thành phần công thức, tăng cường oxy. Gói thứ 2 là tăng cường hệ tiêu hóa. Gói thứ 3 là tăng cường hệ miễn dịch, vân vân. Vậy thì bé 9 tuổi này bị gì? Bị gì? Có thể nè, bé 9 tuổi ăn uống kém, không hấp thu. Như vậy thì cái gói đầu tiên là có thể các mạch máu của các em bé nhỏ đó các bạn, thì nó rất là dễ thông thường, chỉ có một số trường hợp đặc biệt là cái mạch máu của em bé nhỏ nó bị những cái gọi là những cái bẩm sinh thì mình không nói nha, nhưng đa số các mạch máu của em bé nhỏ nó khá là tốt. Vậy thì cái gói số 1 rất là nhiều trường hợp không cần thiết, nhưng mà cái gói số 2 là cái gói enzyme thì rất là nhiều em bé cần thiết nha. Và các em bé 9 tuổi là dùng được gói thứ hai rất là tốt, tức là các tổ hợp enzyme và các men vi sinh nha, thì rất là tốt. Rồi. Sử dụng sản phẩm Mioxy là cơ thể có phản ứng lại như bị đỏ ngứa hay lại có phản ứng tương tự không cô? Rồi. Hồi nãy thì bạn ấy có trình bày là một số hiện tượng của cơ thể nha, một số hiện tượng của cơ thể. Vậy thì sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu là các hiện tượng đó. Như vậy thì khi mà bạn uống vào, bạn có sợ hãi không? Nếu bạn sợ hãi thì khách hàng của bạn cũng sợ hãi. Vậy thì một nguyên tắc mà các bạn phải nắm được khi tư vấn đó chính là gì? Đó chính là ta phải nói cho khách hàng của ta biết rằng
những cái gì có thể xảy ra và tại sao nó xảy ra, và cái điều nó xảy ra thì vô cùng tốt, vô cùng hay nha. Nên khi xảy ra thì họ lại thấy hay quá. Còn nếu mà ta không nói trời ơi tôi bị gì đây, đúng không? Như vậy đừng đưa cho các khách hàng cái sự không hiểu biết và bất ngờ, nó làm cho người ta cảm thấy ôi sao lạ quá. Mà chúng ta hãy nói cho họ là vì oxy, đây là một cái sản phẩm cung cấp oxy, do đó khi oxy vào trong cơ thể, nó đi vào các cái mạch máu thì nó sẽ chuyển vận trong cái mạch máu. Khi đến cái nơi nào năng lượng kém, cái gọi là cái gì, à cái cơ quan đó nó hơi bị tổn thương thì nó sẽ đẩy mạnh vào đó, hoặc là các cái mạch máu hẹp tắc, à hẹp hoặc tắc là người ta cố gắng nó thông qua. Như vậy thì khi nó thông qua thì nó sẽ làm cho cái năng lượng chỗ đó ha được đầy đủ lên, được tốt lên, và cái thông mạch thì nó rất là tốt. Nhưng để mà thông được thì nó phải cố gắng, nó phải đẩy, nó phải nong cái mạch ra. Như vậy thì nó sẽ tạo cái cảm giác là có thể hơi bị ngứa, hơi bị khó chịu, hơi bị đau, hơi bị hơi choáng váng, vân vân. Nhưng những cái triệu chứng đó khi ta trải qua rồi thì cái mạch máu của ta có thể nó được thông thương một phần, và đó là một cái điều mà chúng ta chấp nhận ha, để chúng ta có được cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không? Như vậy mình có thể mình nói với khách hàng, dạ thưa cô có thể là chịu khó một tí xíu, và những cái điều đó nó trải qua bên người cô thì nó lại giúp cho cô có thể là có được một cái tình trạng tốt hơn, là cái mạch máu của tôi nó sẽ không tắc nữa, cái mạch máu của cô các cái vùng mà bị tổn thương nó sẽ được cung cấp oxy đầy đủ, như vậy nó sẽ nuôi dưỡng lại các cái phần đó nha. Thì tất cả các sản phẩm chứ cũng không phải là chỉ riêng một cái sản phẩm nào cả, các sản phẩm nào mà có tính chất tương tự thì đều giống nhau. Bị nóng gan nổi mụn thì mình dùng sản phẩm VOC kết hợp với thực phẩm chức năng gan được không? Chắc chắn là được, chắc chắn là được. Tuy nhiên là để nóng gan có nghĩa là cái từ đó nó không có trong y học, mà nóng gan ý là bạn muốn nói đến cái việc là các cái chất thực phẩm mình ăn vào đó nó khó tiêu, nó gan nó là một, gan là một cái nơi mà nó đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Vậy thì cái người dân gian người ta kêu nóng gan, ý nghĩa là cái bộ phận gan làm việc không có tốt. Mà cái bộ phận gan nó làm gì, nó là một cái cơ quan rất là lớn để có thể tiêu hóa những cái thực phẩm mà từ ruột nè, dạ dày rồi ruột này đưa lên thì nó chuyển hóa, rồi sau đó nó lại còn có một cái tác dụng là đẩy các cái chất độc để đào thải. Đó là một cơ quan đào thải rất là hay của cơ thể, nếu không có nó là chúng ta sẽ coi chừng nguy hiểm. Đó là hai chức năng gan và thận. Nếu mà gan làm việc không tốt thì đương nhiên là cái cơ thể chúng ta các cái tích tụ rất là độc hại. Thế thì cái đó ở đâu ra? Đó là cái sản phẩm của các cái đồ ăn của chúng ta mà hóa chất càng nhiều thì nó càng phải gánh nặng cho cái sự thải các cái chất gọi là các cái phần dư đi, mình gọi là nôm na là các cái phần dư, các cái chuyển hóa nó ra thức ăn rồi thì nó đẩy ra các cái phần cặn bã đi, thì gan là một cái cơ quan để đào thải. Như vậy thì nóng gan ở đây có thể nói rằng là cái chức năng gan nó hoạt động không tốt. Vậy thì ta có thể dùng các cái thực phẩm chức năng về gan ha, hỗ trợ điều trị gan. Tuy nhiên thì như tôi đã nói là cơ thể của chúng ta có nhiều tế bào mà nó càng lớn tuổi hoặc là càng bị bệnh lý thì nó không có đưa các chất dinh dưỡng đến nuôi được. Do đó cái oxy nó hay ở cái chỗ là nó thông làm cho các cái chất dinh dưỡng đến nuôi được. Như vậy cái việc bạn là bạn dùng những cái này thì có thể vẫn hoàn toàn được. Tuy nhiên bạn phải nhớ đến cái chuyện mà chức năng tiêu hóa thì bạn phải kiểm soát được cái đó tốt, thì nó sẽ làm cho cái khả năng thải độc của gan được nhẹ nhàng hơn, đúng không? Khi mà ta tiêu hóa tốt thì cái chức năng đó nó sẽ tốt hơn. Đó là cái mà mình sẽ nhìn trên tổng thể. Trời. Dùng V-Tricin cho bé biếng ăn có lưu ý gì không cô? Ha, cô giải thích thêm về cơ chế tác dụng. Đúng rồi, có nghĩa là khi ta ăn vào trong cái dạ dày nè, rồi qua cái ruột non, ruột già nó tiêu hóa, nó ra các dưỡng chất mới kết hợp với oxy của ta, mới đi nuôi cơ thể của ta. Vậy thì
Nếu một em bé biếng ăn có nghĩa là cái quá trình chuyển hóa các chất ở trong cơ thể nó không tốt, đúng không? Nó không có hấp thu, rồi nó không chuyển hóa được các chất. Vậy thì chỉ có một cái việc thôi là ta dùng vitrition cho bé biếng ăn, ta phải dùng gần ngay bữa ăn. À, tức là đồ ăn vào này, enzyme vào này, thì chính cái enzyme đó nó bắt đầu phân cắt các cái thực phẩm ra, rồi các cái men vi sinh hay lắm các bạn, nó sẽ diệt được các cái men có hại, người ta gọi là nôm na cái người dân người ta hay gọi là hại khuẩn với lợi khuẩn đó, thì nó phát triển lợi khuẩn và nó tiêu diệt hại khuẩn. Mà nó tiêu diệt bằng cách nào, nó giết làm sao? Không, nó không biết giết. Mà trên một cái màng ruột đó các bạn, thì các cái vi khuẩn có hại nó bám vào, thì coi như là nó sẽ gây hại vô cùng cho cơ thể. Tuy nhiên là các cái lợi khuẩn mà ví dụ ở trong các cái sản phẩm nào mà có lợi khuẩn đi vào thì nó sẽ tranh chỗ, nó bám hết trên màng ruột là các lợi khuẩn, thì cái hại khuẩn nó đâu còn chỗ nào nó bám, và cuối cùng nó bị tống ra ngoài. Như vậy là nó sẽ không gây hại được cái đường tiêu hóa, mà khi nó ở trong đó thì nó sẽ gây rối loạn hệ tiêu hóa. Ngoài ra thì cái tổ hợp trisin này nó lại là các tổ hợp enzyme thì giống như chúng ta nói đó, ví dụ như là chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó khó tiêu, ví dụ như là thịt nè, là những cái chất dinh dưỡng rất là cao nè, hải sản nè, nó rất là khó tiêu, nhất là những cái người nhai dối nè, đúng không, nhai hai ba thứ là nuốt mất rồi, và nhất là những em bé nó nhỏ nó đâu biết, nó cũng ăn tương tự như vậy, có nghĩa là ăn rất là nhanh. Thế thì chính cái này nó làm chia cắt các thức ăn ra, làm cho thức ăn rất là dễ hấp thu. Vậy thì cái dinh dưỡng nó vào cơ thể rất là tốt, và các cái phần thải ra của nó là ít đi, đúng không? Thường là người ta ăn một bữa ăn rất là đồ sộ, nhưng mà vì nhai không kỹ nên hấp thu vào rất là ít mà thải ra rất là nhiều. Như vậy cái cơ quan thải ra là cái gì? Là các cái thứ mà trong các bộ phận của cơ quan chúng ta, là những cái thứ mà nó phải thải các chất ra. Thế thì nó làm việc rất là vất vả. Còn đây ha, ta đưa vào một cái lượng thức ăn nhỏ thôi, nhưng ta lại được cái enzyme này, nó lại chia cắt, rồi nó lại bảo vệ đường ruột nó hấp thu. Thì chính những cái điều này nó làm cho đường ruột, hệ đường ruột nó tiêu hóa rất là tốt, và nó hấp thu cũng rất là nhiều cái dưỡng chất. Nó sẽ không, cái gọi là cái sản phẩm của cái quá trình chuyển hóa nó không có nhiều. Vậy thì cái cơ quan mà đào thải nó cũng đâu cần làm việc nhiều, nó bảo vệ được toàn bộ cái sức khỏe của con người. Vậy tóm lại, với em bé biếng ăn có nghĩa là quá trình chuyển hóa và hấp thu nó tệ. Vậy thì ta dùng vitrition trong những bữa ăn mà chúng các bé ăn nhiều thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho chúng ta cái điều mà tôi mới nói ha. Em bị thiếu máu hay khó thở nên dùng sản phẩm nào? Em bị thiếu máu đấy, hồi nãy nói rồi đó, máu huyết là do gì sinh ra? Là do chất dinh dưỡng và oxy. Vậy thiếu cái gì? Có chuyện gì thiếu oxy, rồi thiếu gì? Thiếu đồ ăn dinh dưỡng. Vậy thì thiếu oxy thì ta sẽ cung cấp thêm oxy, đúng không? Thiếu dinh dưỡng thì ta hãy ăn dinh dưỡng, mà tại ăn nó không chịu vô. Thế thì ta phải dùng những cái sản phẩm về enzyme, là tổ hợp enzyme để ta cắt đồ ăn, giống như vậy đó. Và như vậy là ta sẽ được cung cấp đầy đủ cả oxy lẫn dinh dưỡng kết hợp vào tạo thành máu, đúng không? Tạo thành máu. Đương nhiên nó cũng sẽ có một số nguyên tố vi lượng. Nguyên tố vi lượng có nghĩa là, tôi ví dụ này, ví dụ các bạn thấy không, người ta kêu thiếu máu, thiếu sắt, đúng không? Thế thì chẳng lẽ uống sắt vô mà nó tăng máu, không phải ha. Uống sắt vào để cho nó cộng với cái thức ăn của chúng ta thì nó mới tạo ra máu. Vậy thì cái dinh dưỡng và cái oxy là hai cái quan trọng. Còn các vi chất thì chúng ta đã được cung cấp ở những cái gọi là những cái đồ ăn, thức uống ha, là có vitamin khoáng chất nhiều, mà thiếu thì chúng ta sẽ cung cấp thêm. Thì tóm lại là gì? Nếu mà bạn hỏi về nên dùng sản phẩm nào trong cái bộ bạn hỏi tôi của bạn có đấy, thì tôi trả lời là bạn đã hiểu rồi chứ. Toàn bộ. Lý do vì sao? Oxy thiếu thì cung cấp oxy, men thiếu thì cung cấp men, và vitamin khoáng chất đó chính là gói thứ ba. Vậy thì ba cái này nó sẽ nâng toàn bộ cơ thể của chúng ta, không bị thiếu máu thì sẽ không khó thở. Hồi nãy một cái kiến thức mà tôi có cung cấp đầu tiên cho các bạn, khi mà cái thiếu oxy nó ảnh hưởng gì đến phổi, đúng không? Nó làm cho cái sự trao đổi chất yếu đi, thì phổi nó sẽ, nó cái cảm giác nó sẽ khó thở. Còn thiếu máu thì sao? Thì nó lại làm cho chúng ta máu
huyết đó ha, đông y thì gọi là huyết đúng không, tây y gọi là máu, mà tất cả là đều là oxy cộng với chất dinh dưỡng để tạo ra các cái chất ha. Máu là hemoglobin ha, tạo vô. Như vậy thì tất cả những cái đó, kể cả các cái ion, các cái người ta gọi là các vitamin khoáng chất. Vitamin khoáng chất các bạn ơi, nó rất là cần ít. Nhưng nếu không có nó thì chả có máu. Đấy, có đồ ăn rồi nha, có oxy rồi mà không có vitamin khoáng chất thì nó không tạo được ra máu. Vậy thì vitamin khoáng chất ít thôi, cần rất là ít thôi, nhưng mà nó lại rất là quan trọng. Bởi vậy bên BCA của các bạn đấy, nó có cái viên rất là tốt mà rất là rẻ tiền, đó chính là multivitamin đúng không? Đấy, nhưng vitamin đó vẫn cũng rất là tốt ở các chất thiên nhiên. Tuy nhiên cái hàm lượng của nó thì vừa phải, nó bổ sung hàng ngày. Còn khi bạn bị bệnh thì cái sản phẩm mà bạn có đó, mà bạn nói với tôi là cái gói Neuro, tức là gói số 3 đó bạn, thì nó là vitamin khoáng chất nồng độ cao và hoàn toàn là bằng cây cỏ, thì nó sẽ giúp đỡ cho cái quá trình tạo máu rất là tốt nha. Thì đó là cái câu trả lời với bạn. Rồi, thầy giải thích là phản ứng ngứa dựa trên cơ chế sinh học nào. Đây, khi bây giờ cái cảm giác ngứa là do cái dây thần kinh của chúng ta đúng không, nó tiếp nhận. Vậy thì khi nào chúng ta có cái cảm giác ngứa? Khi mà chúng ta bị cái bề mặt da này này thì có nhiều dây thần kinh ha, bắt đầu nó kích thích cái chỗ dây thần kinh thì nó tạo ra cái cảm giác ngứa. Vậy thì hồi nãy nói là chỉ có gói VOC nó mới tạo ra cái cảm giác đó. Lý do vì sao? Bởi vì nó là chất khí. Khi mà nó xuyên qua, nó đi vào các cái gọi là các cái mạch máu, thì nó làm cho mạch máu nó hơi bị đẩy ra. Và chính cái sự mà tác động vào cái mạch máu đó, nó làm lưu động máu chảy nhanh hơn, mạnh hơn. Và như vậy nó kích thích lên hai cái thành mạch, nó mới gây ra cái hiện tượng là em cảm thấy nó ngứa và châm chích. Đó, thì đó chính là cái cơ chế của nó. Chứ nó không phải nó phóng thích các cái chất trung gian để tạo cho em ngứa giống như dị ứng. Bởi vì khi nó phóng thích các cái chất trung gian mà gây ra em ngứa đó, thì nó sẽ ngứa kéo dài. Còn đây nó là một cái phản ứng khi mà đẩy qua, nó thông qua, thì chỉ có 5-7 phút sau là em đã hết rồi, đúng không? Thì nó không phải, đúng không? Nó chỉ là một cái, gọi là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần trải qua ha, để mà chúng ta có thể là chúng ta mất đi cảm giác rất là nhanh, chứ không có lâu nha. Trẻ em bao nhiêu tuổi thì có thể sử dụng, giống như chúng ta nói, với những em bé nhỏ mạch máu nó tốt, đa số nó có cần sử dụng không? Với những em bé nhỏ mà nó không bị gì, ủa thức ăn nè, đồ nuôi bình thường nó tốt rồi, chả cần sử dụng gì cả, đúng không? Tuy nhiên đâu phải em bé nào nó cũng khỏe đâu. Đâu có phải em bé nào, nếu không thì thôi đứa nào cũng mập lù rồi, đâu có đứa suy dinh dưỡng, đâu có đứa biếng ăn đâu, đúng không? Vậy thì tùy vào đứa bé. Và đương nhiên là đứa bé nhỏ téo, tẹo tẹo, nó không có cần. Vì mạch máu nó rất là tốt, các cơ thể enzyme nó tiết ra rất là tốt, đúng không? Chỉ có những đứa bé bị trục trặc, đó là cái vấn đề hơi bệnh lý rồi. Thì cái đó chúng ta hãy để cho các thầy thuốc ha, họ hỗ trợ cho các bé. Còn các cái bé này thì thực sự ra các cái enzyme, tổ hợp enzyme, em có thể hỗ trợ cho các bé từ vài ba tuổi trở lên, tức là khoảng 2-3 tuổi trở lên là bắt đầu sử dụng bình thường rồi ha, vì cung cấp enzyme. Nhưng mà thực sự ra những bé nào cần thì hỗ trợ cho nó thì nó rất là tốt. Nó cũng giống như đồ ăn, đúng không? Một đồ ăn cao cấp thôi các bạn, nó rất là tốt. Xoang, đúng không? Xoang là một bệnh lý viêm xoang, viêm đa xoang. Xoang là đa số khi ta bị viêm xoang, tức là ta hay đầu tiên phát khởi là ta hay bị dạng cái người đó có cái cơ địa là dị ứng với thời tiết nha, dị ứng với môi trường. Các bạn thấy không, có những người rất là khổ sở, tự nhiên sáng dậy là hắt hơi, chảy nước mũi ròng ròng, cái lúc nắng lên thì hết nha. Rồi đó là gọi là viêm mũi dị ứng hay là viêm xoang dị ứng. Có những bạn thì lâu ngày cái đó thì nó mới thành cái viêm xoang. Rồi có nhiều người viêm xoang để lâu quá thì nó sao? Nó lại thành đau đầu, chóng mặt. Đấy, tức là cái gọi là cái biến chứng của cái bệnh. Vậy thì
nếu ta bị viêm xoang ở giai đoạn nào là nó khác nhau nha. Tuy nhiên giai đoạn nào chúng ta cũng cần nâng sức đề kháng, bởi vì những cái bệnh lý mà cái sức đề kháng ta giảm, ta mới bị những cái gọi là những cái triệu chứng, những cái bệnh lý do sức đề kháng ta giảm. Ví dụ như thế này, ví dụ như tại sao người ta vô máy lạnh được mà bạn vô máy lạnh không được? Tại vì bạn không có chịu được cái môi trường, tại cơ thể của bạn nó không chịu được môi trường. Rồi tại sao cái bụi thì nhiều người cũng nằm trong môi trường bị bụi, nhưng mà có người không chịu được, cứ hắt hơi, cứ chảy nước mũi, cứ đau đầu, cứ chóng mặt. Như vậy rõ ràng là do cái gì ạ? Do cái cơ thể của chúng ta không có chịu đựng được vì sức đề kháng chúng ta yếu. Và khi mà cơ thể chúng ta càng yếu, tức là nó càng sinh ra gốc tự do, thì như vậy thì cơ thể của chúng ta làm sao? Nó rất là nhiều bệnh lý phát khởi ra. Thế thì đối với một cái người mà để tăng cái khả năng miễn dịch, tăng toàn cơ thể lên, thì lời khuyên của tôi là bạn có thể dùng các cái sản phẩm để nâng hệ miễn dịch nha. Nâng hệ miễn dịch lên, bất cứ sản phẩm nào mà nâng hệ miễn dịch, kết hợp với cái việc là bạn điều trị xoang. Ủa, xoang bạn ở giai đoạn nào? Đã đau đầu chưa? Đã chóng mặt chưa? Đã tạo ra các dịch tiết mà viêm chưa? Thì mỗi giai đoạn nó lại khác nhau. Vậy thì để cho bạn có cái nhìn tốt và cái sự điều trị của bạn được tốt hơn, thì bạn hãy có thể liên hệ với những nhân viên y tế sẽ có thể hỗ trợ bạn được tốt hơn nha. Vì vậy với những bệnh lý nó hơi gọi là phức tạp. Bệnh nhân bị mất ngủ, uống phối hợp 3 sản phẩm vi ly sẽ giúp bệnh nhân ngủ tốt, uống khoảng bao nhiêu lâu? Cơ thể của chúng ta mỗi người mỗi khác. Vậy thì khi người ta mất ngủ có nghĩa là chắc chắn hệ thần kinh của người ta bị kích thích, đúng không? Mình không nói đến nhiều bệnh lý. Ví dụ như người ta căng thẳng nè, người ta đang ở giai đoạn suy nghĩ nè, gia đình người ta đang có chuyện nè, thì việc mất ngủ là cái nguyên nhân nào thì người ta sẽ chữa cái gọi là cái cách chữa nó khác. Như vậy nguyên nhân và cái cách điều trị nó phải luôn luôn đi đôi với nhau. Một cái người tư vấn sức khỏe cho khách hàng phải luôn luôn tìm hiểu mất ngủ do đâu, đó là cái điều đầu tiên. Tuy nhiên là có mất ngủ do đâu thì cũng có sự hỗ trợ, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể là có những cái chất nuôi dưỡng giấc ngủ bằng thiên nhiên rất là nhiều các bạn. Nuôi dưỡng cái giấc ngủ đó, làm sao cho cái giấc ngủ đó nó an toàn nhất, nó tốt nhất, thì trong cái sản phẩm ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Nhưng mà trong cái sản phẩm mà các bạn có đó, thì cái gói số 3 đó chính là cái gói mà để nuôi dưỡng hệ thần kinh. Tuy nhiên như các bạn đã biết, tế bào não bị coi như là bị kích thích. Vậy thì khi ta nuôi dưỡng tế bào não, liệu các cái chất ta nuôi nó có đến được tế bào não hay không? Đó là lại vấn đề. Vì vậy cái oxy nó rất là hay ở cái chỗ là nó làm cho các cái chất mà ta sử dụng, hoặc là các đồ ăn thức uống ta sử dụng, nó đi đến được các cái nơi mà coi như là cái tế bào đó nó đang bị tổn thương và nó đang bị yếu, thì ta nuôi dưỡng nó ha. Thì ta có thể chú ý đến cái vấn đề đó một chút xíu. Nuôi dưỡng nó bằng những cái chất như thế này, nhưng mà tại sao ta nuôi dưỡng đầy đủ các chất mà nó vẫn không cải thiện? Có nghĩa là ta phải nghĩ đến cái việc là các cái chất mà ta nuôi nó không đi vào được các cái nơi mà nó cần đến. Như vậy chúng ta sẽ coi lại cái vấn đề là cung cấp oxy đầy đủ cho cơ thể hay không, bằng rất là nhiều phương pháp. Tập hít thở là một biện pháp vô cùng rẻ tiền và tốt, đúng không? Tiếp theo là chúng ta có thể là cung cấp thêm các sản phẩm có chứa oxy. Thì đó là những cái liệu pháp mà chúng ta cần. Uống khoảng bao nhiêu lâu? Như vậy thì nó phải tùy thuộc vào người ta rồi. Người ta mới mất ngủ rất là nhẹ nhàng, người ta cũng chẳng căng thẳng gì, như vậy ta điều chỉnh. Còn nếu mà người ta đang căng thẳng một thời gian thì cái nguyên nhân ở đâu? Chúng ta sẽ, bởi vậy một cái người tư vấn với lại một người bán hàng nó hoàn toàn khác nhau các bạn. Và tôi cũng rất là vui và thích để được hỗ trợ cho những cái người không cần là nhân viên y tế các bạn ạ. Tất cả chúng ta đều chăm sóc sức khỏe chủ động hết. Vì vậy mà khi mà các bạn tham gia vào cái lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe cho người dân thì cái điều đó rất là quý. Và chúng ta đã chọn cái nghề này rồi, đúng không? Thì chúng ta
bồi dưỡng cái kiến thức của chúng ta một chút xíu để chúng ta có thể đem lại lợi ích cho người dân. Bởi vì có thể cái sự chưa hiểu hết của chúng ta nó làm cho cái kéo dài đi. Vậy thì tùy theo cái người mà chúng ta thấy là cái đáp ứng của cơ thể của người ta như thế nào thì chúng ta sẽ hướng dẫn. Ví dụ như mình nói là bây giờ để cải tạo một cái cơ thể thì ít nhất bác cô sẽ dùng 2 tuần, em sẽ theo dõi cho cô coi 2 tuần đó nó biến chuyển như thế nào, và như vậy là chúng ta sẽ có các liệu trình tiếp theo, là có cái lời khuyên tiếp theo chính xác cho cô chú hơn, là ngay bây giờ thì coi như là chúng ta chưa có hiểu hết về cái cơ thể của cô chú, và cô chú cũng có thể là chưa hiểu hết. Bây giờ chúng ta cứ thử dùng một liệu trình là 28 ngày, là 4 tuần chẳng hạn, tùy theo mỗi người mà chúng ta tư vấn nha. Chúng ta cái câu chuyện của chúng ta là hãy theo dõi họ, hãy theo dõi cái quá trình đáp ứng cái sản phẩm của họ, rồi sau đó chúng ta sẽ tư vấn tiếp theo nha. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn, nó sẽ làm cho người ta tin tưởng các bạn hơn, bởi vì các bạn, người ta không có cảm nhận các bạn chỉ bán sản phẩm ha, mà người ta cảm nhận các bạn là các bạn đã theo, gọi là theo sát người ta, để làm cho người ta bằng mọi cách để làm cho người ta được lợi ích tốt nhất. Thì đó là một cái, gọi là một cái tiêu chí cao nhất của một người tư vấn nha. Tôi cũng mong các bạn làm được cái điều đó, và chúng ta cũng phải nhớ đến cái việc chúng ta tiết kiệm cho khách hàng, tiết kiệm nhưng mà có hiệu quả, chứ phải tiết kiệm không dùng hay tiết kiệm dùng ít quá. Thế thì tiết kiệm dùng ít quá nó cũng không có hiệu quả, đúng không? Vậy thì tiết kiệm trong giới hạn mà vẫn có kết quả, thì đó là các cái điều mà tư vấn viên có thể theo sát. Mỗi người nó sẽ mỗi khác, có người dùng có một chút bất lì, mà có người dùng ít quá hổng bơ. Vậy thì cơ thể của họ khác nhau, và khi chúng ta tăng liều lên người ta vẫn chấp nhận, bởi vì sao? Chúng ta đã cho và chúng ta đã hết sức cố gắng, nhưng mà có thể là nó chưa được tốt, đúng không? Hay là có những trường hợp nặng thì chúng ta có thể tư vấn, có thể là tư vấn cho người ta dùng các sản phẩm một cách gọi là, chúng ta sẽ có ba cái mức độ ha. Một mức độ là tấn công, đúng không, theo cái liều tấn công, rồi sau đó bớt rồi mình giảm dần, hay là cơ thể mà người ta chưa biết, hay là người ta chưa có cái điều kiện, thì chúng ta sẽ tư vấn ngược lại bằng cách là thăm dò rồi từ từ tăng lên. Nhưng mà cái gì chúng ta cũng phải nói rõ với họ, em sẽ đi theo liệu trình như thế này, bác hay cô hay cô chú có đồng ý không, đó thì chúng ta sẽ tư vấn nha. Rồi các bạn nào, chúng ta còn ít nữa đúng không? Rồi xin kết nối với anh Ấn. Vì anh Ấn là thường là cái người mà hướng dẫn, thì cho tôi xin kết được hả? Người lớn tuổi bị tiểu đường có triệu chứng thì mình dùng sản phẩm nào trong đây sẽ hỗ trợ tốt nha? Thì người bị tiểu đường như hồi nãy đã nói, có nghĩa là người bị tiểu đường sẽ tắc mạch nè, đúng không, sẽ làm sơ vữa động mạch nè đó. Vậy thì cái hệ tiêu hóa rất là cần, cái hệ thông oxy rất là cần, và hỗ trợ cho cái người tiểu đường. Nếu mà bạn Nhung đó, bạn sẽ thấy người tiểu đường ở nhà của bạn hoặc là người quen, thì chắc chắn người ta sẽ bị mờ con mắt, người ta sẽ bị đôi bàn chân tê, tê bì vân vân. Cái gói ba cái sản phẩm này nó hoàn toàn hỗ trợ cho một người bị bệnh lý, người ta gọi là bệnh lý mạn tính nha, có nghĩa là tổng cơ thể phải được nâng lên nha. Hồi nãy cũng có chia sẻ rồi đó nha. Rồi đối với các bệnh nhân đang điều trị ung thư, tôi có nhiều một số kinh nghiệm khá khá tốt là mấy bệnh nhân điều trị ung thư. Bệnh ung thư thì theo các bác sĩ thôi, các bác sĩ điều trị bằng các phương pháp hóa trị, xạ trị hay là cho uống thuốc vân vân. Tuy nhiên bệnh ung thư có một đặc điểm chung, đó là suy giảm miễn dịch, đó là cơ thể yếu quá và đó là chẳng ăn được cái gì. Vậy thì sản phẩm này vô cùng tốt, và bạn phải dùng ở liều lớn ha, ví dụ một ngày 2 đến 3 gói, 2 3 lần, thì như vậy cơ thể của người ta mới có thể phục hồi. Tôi có một vài khách hàng bị ung thư, hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ cho các khách hàng để tăng sức khỏe lên. Các bạn thấy không, khi mà người ta điều trị hóa trị này hay là xạ trị thì cơ thể người ta yếu, và trong miệng người ta, các bạn biết không, lở loét toàn bộ, tội lắm, thương lắm các bạn ạ.
Nếu các bạn gần tiếp xúc với ngành y tế và những người ung thư hoặc là người nhà của chúng ta bị, chúng ta thấy thương xót vô cùng. Bởi vì sao? Đã đau đớn rồi mà còn không ăn được nữa. Vậy thì sức đâu mà chịu được các cái đợt hóa trị, xạ trị. Và có những người chưa chết vì ung thư mà chết vì hóa trị và xạ trị. Không đủ sức khỏe để có thể chịu đựng được những cái mũi hóa trị hoặc là những cái tia xạ trị. Vậy thì cái nhiệm vụ là chúng ta nâng sức đề kháng, nâng toàn bộ cơ thể của họ lên và hỗ trợ cho họ làm sao cho tiêu hóa thật là tốt. Để cho làm gì? Để cho mà họ hấp thu được đồ ăn, dinh dưỡng họ cao, họ có sức khỏe, họ mới chống lại những cái đồ độc hại đưa vào người của họ, thì họ mới chiến thắng được bệnh ung thư. Như vậy, tóm lại, bệnh ung thư bằng mọi cách phải tăng cường sức đề kháng cộng với tăng cường dinh dưỡng. Nhưng mà chúng ta tăng cường dinh dưỡng bằng cách nào? Bằng cách là cho người ta hấp thu được cái đồ ăn nha, thì nó rất là tốt. Bệnh gút thì sử dụng cái nào? À, bệnh gút, gút là do em dư cái acid uric, cái nó mới đọng vào trong cái khớp đó em, cái nó làm cái khớp mình giống như cứng ngơ cứng ngắc, giống như là cái đồ gọi là cái xương mà cái xương bị vôi đó. Vậy thì cái gói, tất cả là cái gói quan trọng nhất, người ta đã làm một bộ rồi mà bạn, thì nó sẽ là khác, nhưng mà cái gói mà quan trọng nhất đó chính là thông mạch, để đưa các dưỡng chất đi đến cái chỗ, cái tổ chức mà bị gọi là bị vôi hóa đó, là làm cho nó mềm mại đi. Mình rất cần các collagen, người ta gọi là collagen type 2. Trên thị trường rất là nhiều collagen type 2, hay là các nhà thuốc Tây cũng như vậy đó các bạn. Người ta sẽ bán những cái sản phẩm collagen type 2. Tuy nhiên mình sẽ phân biệt cái mà collagen type 2 hóa chất nha, với lại cái collagen type 2 mà bằng thiên nhiên. Thì cái bằng thiên nhiên nó vô cùng quý giá, bởi vì cái gì mà thiên nhiên vào cơ thể đó bạn, nó chuyển hóa và cái chất dư thừa của nó thải ra nhẹ nhàng. Còn nếu mà đã là hóa chất đi vào xong tác dụng rồi, thì cái chất dư của nó, người ta gọi là cái chất sau chuyển hóa đó bạn, trời ơi, phải khổ sở các bộ phận gan thận phải làm việc để đào thải ra, mà có nhiều khi nó không thèm ra nữa, và nó gây độc tính rất là cao. Vậy thì bệnh gút, nếu bạn có điều kiện thì cứ, đã nói là bệnh mãn tính đấy, tức là bị hoài đó bạn, thì bạn dùng một bộ. Còn nếu không, nếu mà trong cái hoàn cảnh kinh tế, thì bạn dùng cái gói thông mạch cộng với cái gói nuôi dưỡng collagen, đó chính là gói neuro, cái gói số 3, và nó sẽ tạo ra các cái collagen cho cái phần xương nha, rất là nhiều nha. Và cái độ hấp thu ở gói thứ 3 sau này, các bạn học sản phẩm, cái bên Vili cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở trong đó nó có, các bạn biết không, cái xương của mình đó, mà nó có xương của mình mà nó chắc là sao? Nó chắc có nghĩa là nó không có bị vôi hóa đó. Thì khi mà cái xương của mình mà rắn chắc mà không bị vôi hóa, chứ vôi hóa là nó xốp xốp bạn, nó dễ gãy ghê lắm, thì nó không phải là canxi một thứ, mà nó cũng không phải là một chất, mà nó là một hỗn hợp chất. Khi mà ta ăn vào, ví dụ ta ăn vào các chất trong ruột đi là canxi, mà bây giờ canxi mà nó vô máu thì nó không có tự đi được các bạn, mà nó lại phải cần gì? Cần canxi này, thì nó lại phải cần vitamin D, rồi nó lại phải cần K, vitamin K, rồi mới vận chuyển nó từ ở cái ruột này vào trong cái máu, rồi cái từ cái máu để lại vào trong cái xương đấy. Rồi như vậy các đoạn collagen nó sẽ được bổ sung tái tạo vào những cái chỗ mà các bạn làm cứng ngơ cứng ngắc đó, làm cho nó mềm mại, cho nó không còn bị xốp mà nó chắc đấy. Thì như vậy là cái bệnh gút thì chúng ta có thể hỗ trợ bằng những cái sản phẩm như vậy, có tính chất như vậy nha. Người bị trào ngược dạ dày đấy, thế tại sao mà trào ngược dạ dày? Là khi cái đồ ăn đó các bạn, nó đang chuyển hóa mà nó không thèm, nó sinh ra hơi, nó không thèm tạo ra năng lượng như chúng ta mong muốn, nó sinh ra hơi, nó đẩy lên. Vậy thì vì sao? Vì không tiêu hóa. Vậy thì chỉ cần Treason sẽ giúp cho bạn tiêu hóa, Treason sẽ giúp cho thành phần của các tổ hợp enzyme. Chỉ cần các tổ hợp enzyme và các men tiêu hóa là nó sẽ giúp được cho những người trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, trong bệnh trào ngược dạ dày đó bạn, là một số thì nó do cái gì bạn biết không? Do con vi khuẩn HP. HP nó sinh ra cái sự rối loạn đó. Bởi vậy nên người ta phải trị HP. Là một cái con vi khuẩn là H. pylori, H
pylori, có nghĩa là người ta kêu HP, HP là bạn hay thấy các thầy thuốc hay là các cái người bệnh nói. Vậy thì cái mục tiêu của bạn là phải diệt cái con đó. Rồi sau đó trong cái môi trường dạ dày mình phải cho các hệ thống enzyme vào hoạt động để cho nó cái thức ăn của mình không có bị nữa, và như vậy mình sẽ thoát khỏi cái bệnh trong dạ dày nha. Và cũng chia sẻ với các bạn một cái việc mà tôi có thể hỗ trợ điều trị cho khách hàng tại các cái nơi y tế, là khi mà người ta đang ói nha, đang ói lên, tức là ở trong này không tiêu, vậy thì bạn chỉ cần lấy cái gói đó nhấm vào, hay là các cái men tiêu hóa nhấm vào, thế là coi như nó trung hòa, rồi nó lại tạo ra cái sự tiêu hóa nhanh lắm, nó làm giảm ngay nha. Và các cái vi khuẩn có hại ở trên trên cái bám trên cái màng ruột đó, thì các cái vi khuẩn men vi sinh của các bạn nó vào, đúng không, nó đẩy hết cái kia, nó bám vào mà nó đẩy hết các cái vi khuẩn có hại ra, vậy thì nó sẽ không làm hại các bạn nha, do đó nó sẽ không rối loạn dạ dày, nó cũng không rối loạn tiêu hóa. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể vận dụng được nha. Rồi, trình tự sử dụng bộ ba sản phẩm đúng không? Như thế nào dùng một lúc hay dùng trình tự sử dụng bộ ba sản phẩm tùy theo bệnh lý, mà cũng tùy theo cái việc mà cái kinh tế của mỗi người. Bây giờ mình cứ nói là bây giờ mình nói về đúng cái người bệnh đó đi, mình đừng nói về kinh tế một bỏ qua một bên ha. Thế thì mình nói sử dụng bộ ba sản phẩm, đầu tiên lúc nào chúng ta cũng phải thăm dò ha, thăm dò trên cơ thể của một người bình thường là chúng ta thăm dò, nhưng với những người mà thấy qua một vài ngày thăm dò thấy là họ chấp nhận rất là tốt, thì như vậy là tùy theo cái bệnh lý. Ví dụ như người ta đang có, giống như là tôi nói những người ung thư đó, một ngày 3 lần, một lần 3 gói, nhưng nhớ cái oxy, nhưng nhớ cái oxy là do gì, do nó kích hoạt, do đó chúng ta đừng dùng vào ban tối, bởi vì có thể ban tối thì cái lưu lượng và cái kích thích, tại vì nó có một cái tổ hợp cà phê in phóng thích chậm nha, thế thì nó làm từ 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 tăng. Nhưng mà như vậy chúng ta dùng như vậy, một số người cái cơ thể họ nhạy cảm, họ chỉ cần uống cà phê buổi sáng mà tối kêu không ngủ được, ủa vậy cái cà phê đâu mà tác dụng, đúng rồi, nó nhạy cảm như vậy đó bạn, vậy thì tùy người đúng không. Và chúng ta không có cái trình tự sử dụng bộ ba sản phẩm, mà chúng ta phải tùy thuộc theo bệnh lý và tùy thuộc theo hoàn cảnh của họ nha, để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ. Như vậy thì bạn có thể dùng bộ ba sản phẩm chung một lúc, bạn có thể sử dụng bộ ba sản phẩm có thể là gói này nhiều hơn, gói kia ít hơn, tùy theo bệnh lý đã đều được cả. Tuy nhiên với gói oxy, vì nó có một cái hoạt chất ở trong đó, là một cái hoạt chất kích thích theo cái gọi là theo cái tài liệu mà hãng cung cấp, thì đọc và tôi đọc thì tôi thấy là có một cái chất nó rất là hay, nhưng mà nó lại làm kích thích hệ thần kinh, vậy thì chúng ta không nên dùng vào buổi tối, vậy thôi nha. Với những người nhạy cảm, có nhiều người uống cà phê buổi tối ngủ ngon hơn đó, người ta nói vậy đó bạn, nên là đâu có một cái nguyên tắc nào chung đúng không. Chúng ta hãy dùng thăm dò trên cơ thể của họ trước nha. Rồi xin được kết nối với anh Ấn. Bữa nay không biết có anh Ấn không. Không có anh Ấn thiệt luôn hả? Rồi vậy thì nếu mà không có cái gì các bạn hỏi thêm ha, thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay để nghe chúng tôi chia sẻ về các cái kiến thức về sức khỏe chung ha. Còn các bạn có những cái sản phẩm nào mà các bạn muốn hỏi thì chúng tôi đọc công thức và qua các trải nghiệm thì chúng tôi có thể chia sẻ đúng không, chia sẻ với các bạn nhiều cái điều nó trong cái hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý thật là tốt nha. Đó, như vậy là không biết BCA có người nào đại diện ở đây không. Cảm ơn công ty Billy và BCA đã tạo điều kiện cho
cái hệ thống tư vấn trực tuyến Media Online của chúng tôi chia sẻ với mọi người. Rồi, ok. Một lần nữa là cảm ơn cô Vũ cũng như là đang bên công ty VLive là đã hướng dẫn để mà mình có một cái buổi chia sẻ như thế này. Sắp tới thì mình sẽ còn rất là nhiều những cái chương trình như thế này để mà hỗ trợ cho các anh chị. Ấn biết là các anh chị có rất là nhiều câu hỏi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ trải nghiệm để mà mình có thể là có thêm nhiều kiến thức hơn nữa trong cái bộ sản phẩm này các anh chị ha. Thì một lần nữa là cũng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ cùng anh Vũ dành thời gian cho chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Và những cái sự chuyên gia thì lúc nào nó cũng rất là xác đáng đúng không các anh chị? Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái chương trình lần sau nhé. Chúc cho các anh chị sẽ bùng nổ cùng cái sản phẩm này ạ. Rồi, cũng xin nói thêm một chút xíu là khi mà trung tâm của chúng tôi đó, mà khi mà hỗ trợ cho các anh chị về kiến thức thì mỗi buổi mà trung tâm chúng tôi có thời gian và hỗ trợ thì chúng